xin chào khán giả kênh Thu Vừa Con. Thu vừa mới đi quay phim Về Nhà Ăn Tết của Hồ Bích Trân xong mấy ngày nay, đi từ sáng tới tối luôn, giờ rã rời luôn, giờ là cũng 9 giờ mấy rồi, nhưng mà nay thứ bảy thì chắc là chắc trà sữa chưa ngủ để kêu trà sữa ra quá mệt quá đúng hết năng lượng rồi để kêu con gái cho có năng lượng. Sữa ơi, hai đứa nhỏ nó cũng mừng con làm bụng gì vậy? Bà sữa làm gì? Kéo sữa kéo nó làm gì vậy? Con làm gì vậy? Mừng quá trời. Đi dạ con tay lại dạ chào khán giả khi vừa con bữa giờ là mấy ngày rồi con không quay clip tao cũng là mấy ngày rồi bữa này từ bữa mấy tay ta bốn tay không vừa đi quay phim rồi năm tay không vừa đi phim rồi bốn tay năm tay sáu sáu bảy tám rồi là bận hết chín nay là ngày chín tay rồi không có không có ngày nào mà về sớm để quay với trà sữa hết trơn mà toàn là đi từ sáng sớm tới khuya mới về thôi mà thương nè hai đứa nhỏ nó cũng anh hai đứa nhỏ nó bây giờ con Tư cũng đi quay với con Vừa nên hai đứa nhỏ nó cũng nhớ nữa. Đi vô mà đi vô đi vô hai đứa vô chạy từ bốn nè nghe rồi nghe rồi thôi chúng nè chúng vậy hôm nay đem dẹp cặp cho cha đây vô đem dẹp cặp cho cha nè dẹp cặp cho cha dẹp cặp cho cha nè cặp vô cho cha cặp vô không mang vô hả mang vô cho cha nặng không bữa nay mẹ nhà có quay clip cho con không mẹ cho sách cho nay mẹ nhà có quay clip con gái cho không? Có quay clip gái cưng không? Hả? Hả? Nhà mẹ có quay clip gái cưng không? Quá trời linh quýnh mình ơi trời ơi. Vô soạn đồ cho tắm nha. Hôm nay cho đi đóng phim cho bọn con gái ở nhà hoài với trai của trai nhà nữa. Đi vô. Vô 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 con nước vô ngay trời ơi bò gì vậy đây cái bụng nãy con bụng cái trò cái bụng con làm là cái gì vậy cái này gì quánh tù xì cái gì cái này nữa đây có bài gì nữa hát bài gì cho cha nghe coi cái bụng làm gì vậy cái bụng làm gì vậy nhớ bụng cho chị làm gì vậy quánh tù xì cái gì cái này sao mà hát sao vậy hả con quánh tù xì ra cái gì ra này là hát sao chưa gọi điện hát mà nghe không nghe rõ hết trơn sữa ơi sữa à sữa hát cho nghe nữa hả sữa ơi ai đi rồi tôi hát rồi hát gì hát bài gì hát bài chuyện tin nữa hả chuyện tin gì con hát cho tôi nghe coi bài gì sữa nè cho tiền cho nghe sữa sữa cho đóng phim chị
lắm. Cho đóng chân, cho đóng phim đại chân luôn nè. Đau quá à. Đau lắm. Đau lắm. Đau lắm. Nè cái chú kia ghẹo ra đó. Chú kia làm cho té đây nè. Đau luôn á. À. Chú kia. Chú kia ăn hiếp cha đó làm chân cha đau gì mà. Đau nè, chân đau nè. Con ơi, con đau rồi. Chán chân cha đau hay chân con đau? Con đau lắm. Không có. Con đau lắm, hỏi đi. Chị cũng chưa hết đau nữa, hát một bài đi. Hát một bài nghe đi. Bài quấn con thì đi, chưa hết đau. Hát bài con vừa. Thôi, sao mình biết chút. Gái con gái nào? Quay qua đây nè. Quay mà đi con thấy mặt con đâu. Gái con gái nào? Nay con ở nhà con ngoan không? Nay để yêu con gái. Gẹo ai? Gẹo ai? Đặt con ra con muốn lấy chú rồi. Chú nào? Hả? Con đi đâu vậy? Sao? Chú ở trong đồng phim á, mấy chú ở trong đồng phim á. Đồng phim à? Đồng phim của cô Hồ Bích Trâm á. Ờ con nói đi. Có tâm mà, tâm mà. Tâm rồi đó. Chuẩn bị hai lò về rồi đó. Cái cho đồng phim, mấy chú đồng phim quay phim của cô Hồ Bích Trâm á. Bạn chim cha đau á. Dạ con mình. Này. Dạ chưa, dạ mày. Mày. Không có kêu mày. Đi con người. Nè. Đi đâu vậy? Đi ra đây. Con kim một phần cho nè. Đi ra đây với cha nè. Một phần hôm đi. Một phần. Đi ra với cha. Rồi về đi với cha. Rồi. Về đi con. Con ngủ. Rồi. Bye bye. Tao chân cha lắm. Nè. Mẹ quá. Con bị ngập chà. Đây. Qua chơi với cha kìa. Đi về lấy đồ cho tắm nè sữa ơi. Rồi ba lên, rồi lên xuống. Đuối ba cưng vừa còn ngày. À, hôm nay ngày 9, ngày 10, 11, 12, 13, 14 nữa. 10, 11, 12, 13, 14. Còn 5 ngày nữa mới bảo chú. Thêm 6 tập. Vậy là con làm gì làm? Con con gì vậy? Con gì vậy? Ra để con mèo nó cắn con nha. Ra đi con mèo cắn. Vậy giờ đi siêu thị con có thôi rồi. Đi ra đây. Đây. Đây đi ra đây cha. Về lấy đồ cho tắm nè. Ra chạm về. Chạm ra về ha. Chạm về coi bữa nay có người ta bà con quá không mà con chú có tặng quà luôn. Không? Nhá nhá nhá. Vô đi lên qua lên. Đi chạm. Đi nè. Đi ra chạm con. Chạm con. Đi ra chạm con. Tại sao ạ? Không sao mèo mà. Đi đây. Được con, à, con vô ngủ nha con. Vô ngủ Quy. Quy vô ngủ nha. Quy vô ngủ con nha. Quy về ngủ đi sữa. Quy nó đi chơi nữa kìa. Trời thấy. Quy à. Quy cái gì vậy? 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 Cái gì? Con quay luôn, quay cho Quy luôn nha. Sữa ơi. Con quay luôn cho quay cho Quy luôn nha. Nha. Lấy cái gì con? Để nó bành hả? Đây. Chơi mình nha. Vậy thôi.
Thôi chào ông bà con. Anh Bành. Chào Bành. Ông Bành nó quản được. Vậy thôi chào tạm biệt ông bà cô chú hết không? Dạ. Kêu chị sửa vô chơi chị sửa ha, cho con tắm ha. Cảm ơn quý ông bà cô chú rất là nhiều. Hôm nay là giờ cũng là 9 giờ mấy rồi, 10 giờ con vừa cũng không biết con lát có quay clip cho chị sửa được không. Hết clip của chị sửa rồi. Thôi cảm ơn quý ông bà cô chú, chào tạm biệt quý ông bà cô chú, hẹn gặp lại quý ông bà cô chú trong một video sau. Bye bye.